Bản tin đầu tiên cho biết hàng hóa của Trung Quốc vẫn dồn dập đổ về Việt Nam, bất chấp đại dịch COVID-19. Đó là thông tin do Tổng cục Hải quan Cộng sản Việt Nam loan đi hôm 3 tháng 12. Cụ thể thì trong 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi hơn 65,5 tỷ Mỹ Kim để nhập cảng hàng hóa từ Trung Quốc, tăng hơn 3,6 tỷ Mỹ Kim so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng hóa được ghi nhận chủ yếu là nguyên liệu, linh kiện và máy móc. Điều này cho thấy nhu cầu về các loại hàng hóa này là đang rất lớn tại Việt Nam. Ngoài ra, tính đến hết tháng 9, vốn đầu tư của Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan vào Việt Nam đã đạt hơn 19,6 tỷ Mỹ Kim, đứng đầu trong số các đối tác đầu tư vào Việt Nam trong năm nay, vượt qua cả Nam Hàn, Nhật Bản và cũng nhiều gấp 3 lần so với vốn từ các nước EU. Việc gia tăng vốn và hàng hóa vào Việt Nam cho thấy Trung Quốc đang ngày càng tăng cường sự ảnh hưởng và muốn gắn chặt về kinh tế với ASEAN nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Đặc biệt trong bối cảnh RCEP là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực đang được thành lập.